Việt Nam có thể trượt chỉ tiêu tăng trưởng. Việt Nam có thể sẽ không đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho cả năm 2014, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Giám sát Tài chánh Quốc gia. Báo cáo tình hình kinh tế trong 8 tháng đầu năm được truyền thông trong nước dẫn lại cho thấy là tổng cầu thấp đang gây khó khăn cho chỉ tiêu tăng trưởng 5.8% trong năm nay. Cơ quan này cũng cảnh báo tăng trưởng kinh tế trong cả năm 2014 sẽ chỉ đạt 5.6% cho đến 5.7% nếu không có các biện pháp hỗ trợ tổng cầu hiệu quả. Báo cáo cho biết là nguyên nhân khiến cho tổng cầu của nền kinh tế, nhất là cầu đầu tư còn thấp, là do doanh nghiệp đang đối phó với chi phí sản xuất cao. Bên cạnh đó thì tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm chỉ đạt 3.7%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2013 là 4.7%. Số liệu mới nhất từ Ủy ban Giám sát Tài chánh Quốc gia được công bố chỉ vài tuần sau khi báo cáo của Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 8, cho biết là 44.500 doanh nghiệp Việt Nam đã phá sản, giải thể từ đầu năm nay, tăng 12.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng 8, khoảng 6.700 doanh nghiệp đã phải đóng cửa, tăng 35% so với tháng trước đó. Trả lời BBC ngày 9 tháng 9, kinh tế gia Lê Đăng Doanh từ Hà Nội cho rằng nhận xét của Ủy ban Giám sát Tài chánh Quốc gia là thận trọng và đáng chú ý. Ông nói, từ đầu năm cho đến nay, thì các tổ chức quốc tế như WB và IMF đều hạ thấp dự đoán tăng trưởng của Việt Nam. Ông Doanh cho biết, việc đạt được chỉ tiêu tăng trưởng cho năm nay phụ thuộc vào quyết tâm thực hiện các cải cách của chính phủ. Ông nói thêm, nếu cải thiện được tình hình thì Việt Nam vẫn có khả năng đạt được chỉ tiêu đề ra, nhưng nếu vẫn cứ làm với tiến độ và hiệu quả như 8 tháng đầu năm, thì ông cho rằng báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chánh Quốc gia là có căn cứ.